Thực tế đội hình của họ không cần thiết phải nhiều người được như thế, càng nhiều người thì có lẽ lại càng phải chia tiền giải thưởng ra, thì như vậy thì nó lại càng ít đi, trong khi đó thì họ không cần phải dùng đến nhiều người như thế, nên tôi nghĩ rằng lúc này SGP đã chốt rồi, họ sẽ chỉ có một bản hợp đồng duy nhất thôi, đó là trường hợp của Kuga. Chúng ta đều biết Kuga anh em nhá, Kuga sẽ là bản hợp đồng đến với SGP và đây cũng có thể là bản hợp đồng duy nhất của Sài Gòn Tôm lúc này. Rồi, đó là với trường hợp của Sài Gòn Tôm. Đối với bên phía của One Star, ngày hôm qua thì họ cũng đã công bố thành viên mới chính thức ở trong mùa giải năm nay, đó chính là Nguyễn Minh Thuận Stark, tuyển thủ đi rừng của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh đến từ giải đấu tứ phương đại chiến, với năm sinh là 2K6, tức là năm nay bạn ấy cũng đã 18 tuổi. Và đây là thành viên mới nhất của One Star ở trong mùa giải năm nay. Như vậy là sau C thì Stark sẽ là cái tên tiếp theo, tức là bên phía của One Star họ đang có một thời kỳ có thể nói rằng là dần dần chuyển giao dần sang thế hệ trẻ, thế hệ gọi là tiếp bước cha anh, họ đang dần dần trẻ hóa đội hình hơn. Bây giờ Quang Hải đã rời đi rồi, Quang Hải đã rời đi và thay vào đó sẽ là Stark, người chơi đi rừng mà có thể nói là đánh chính duy nhất đến lúc này. Vị trí top của Thành phố Hồ Chí Minh ở giải vừa qua là top 2 khu vực tỉnh thành, và nếu như xét về tổng thì là top 4, top 3 đi, top 3 đi, không thể nói là top 4 được, top 3 đồng giải 3. Tuy nhiên thì với thể lệ của tứ phương đại chiến năm nay thì do là chia làm hai nhánh trường học và nhánh tỉnh thành, thế nên rằng là cái thứ hạng của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh nó là bị hơi bị thấp. Thực ra thì người ta đã coi trận đấu giữa đội tuyển Tây Ninh và đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh là một trận chung kết sớm của tứ phương đại chiến năm nay. Thế nên có thể nói rằng là với thực lực của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh thì họ ở mùa giải năm nay có thể nói là đội tuyển Á quân, đội tuyển về nhì. Tuy nhiên thì về nhì hay về ba thì chắc là cũng không chênh lệch nhau nhiều. Thì đó là profile đến từ Stark. Cũng đồng nghĩa với việc là mùa giải tứ phương đại chiến vừa qua là mùa đầu tiên mà Stark xuất hiện thi đấu với tư cách là một tuyển thủ bán chuyền ở một giải đấu bán chuyền. Với Stark với chỉ một mùa đánh tứ phương đại chiến mùa vừa qua thì đây là một bản hợp đồng phải nói rằng là có rất nhiều những sự nghi ngờ về thực lực của Stark ở trong mùa giải sắp tới. Thì tôi có xem 3 trận đấu của Stark ở trong vai trò đi rừng tại giải đấu tứ phương đại chiến, với một trận Wonder Woman, một trận Aoi và một trận Kira. Thì hai trận đó à thì ba trong 3 trận đó thì hai trận thua và một trận thắng. Tuy nhiên thì tổng kết lại về những gì mà Stark đã thể hiện qua màn thể hiện tại trận đấu với đội tuyển Tây Ninh tại giải đấu tứ phương đại chiến thì Stark để lại cho tôi một cái ấn tượng là khả năng farm lẻ, khả năng kiểm soát nhịp tiền rất là tốt. Đây có lẽ là một trong những điều những một điểm mạnh đến từ Stark. Đi rừng kể cả bị cướp rừng hay là thọt rừng thì vẫn có thể nói rằng là farm tiền rất là tốt và gần như không thua tiền so với người chơi đi rừng của đội tuyển Tây Ninh, đó chính là trường hợp của Tuấn Trần. Tuy nhiên thì Stark rõ ràng rồi, với chỉ có một mùa giải thi đấu tại tứ phương đại chiến. Trước đó thì có thể Stark vẫn đã thi đấu những cái giải kiểu như là giải phủ. Tuy nhiên thì cái thời điểm đầu lần đầu lên sóng của Stark đó chính là giải tứ phương đại chiến mùa xuân vừa qua. Thì cơ bản với Stark tôi nghĩ rằng là sẽ cần cải thiện nhiều điều đấy. Với tôi thì tôi chấm về kỹ thuật và chiến thuật đến từ Stark sẽ dừng ở mức khoảng đâu đó là 6 điểm. Đấy là điểm xuất phát với cá nhân tôi cho rằng qua màn thể hiện tại tứ phương đại chiến của bạn trẻ này. Còn lại thì sau đó thì Stark phát triển được thêm hay không thì phải chờ đợi bàn tay nuôi dưỡng đến từ Novia, đến từ bên phía của OneStar để xem là Stark tiến bộ được đến bao nhiêu. Nhưng rõ ràng là sẽ là một hành trình khó khăn đấy, sẽ là một hành trình khó khăn đấy, thay thế Quang Hải. Trước đó thì bên phía của OneStar, Vegaming đã từng tuyển đến những Finn, những Bờm, nhưng đều không thay thế được Quang Hải. Và liệu rằng là với Stark bây giờ không có ai cạnh tranh cả, và gần như vị trí đánh chính là vị trí Stark buộc phải đảm nhiệm, thì để xem bạn này thể hiện được đến đâu. Nhưng chắc chắn một điều với các bạn là sẽ ngợp, vì với những gì mà tôi đã chấm điểm bạn này ở tứ phương đại chiến mà lên đánh chuyên nghiệp thì bạn phải cố gắng rất nhiều đấy anh em ạ, bạn phải cố gắng cực kỳ nhiều, không hề đơn giản đâu. Cái tên tiếp theo mà chúng ta sẽ nói đến về thị trường chuyển nhượng đến lúc này đó chính là trường hợp của Box Gaming. Với Box Gaming vào lúc này thì rõ ràng rồi, họ cũng đã phải chốt về mặt đội hình. Chốt về mặt đội hình, và với Box Gaming bây giờ họ chưa công bố
nhưng đang có rất nhiều nguồn thông tin khán giả đồn đoán rằng là Bóc Gaming sẽ tuyển tới 3 thành viên mới của Tứ Phương Đại Chiến. Bóc Gaming sẽ tuyển tới 3 thành viên mới của Tứ Phương Đại Chiến. Đấy là tin đồn mà tôi thấy đang được đồn khá nhiều trong những ngày gần đây. Không biết nó có thực sự là đúng hay không. Nhưng nếu như tuyển tới 3 thành viên của Tứ Phương Đại Chiến, à không, thực ra là 2 thành viên của Tứ Phương Đại Chiến. 2 thành viên của Tứ Phương Đại Chiến và cộng một thành viên là đã từng làm tuyển thủ. Đấy. Một thành viên đã từng làm tuyển thủ và không biết là như thế nào. Nhưng với sự xuất hiện của tương đối nhiều bạn trẻ đến từ Tứ Phương Đại Chiến thì có thể nói rằng là nếu như trường hợp đó xảy ra thì Bắc Gaming ở mùa giải năm nay sẽ là một mùa giải cũng đầy sự phiêu lưu đấy. Anh em còn nhớ một cái mùa mà Bắc Gaming bị rơi xuống tận top 5, top 6 không? Cái mùa mà Da Im nghỉ, cái mùa mà Da Im nghỉ xong sau đó Rin Scary là Brigitte bây giờ đấy anh em. Rin Scary và Brigitte bây giờ đấy là đến và thay thế ở vị trí AD. Cái mùa đó là cái mùa Bắc Gaming gọi là rất là chật vật, đánh ở tất tất tít 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 bên dưới cơ đấy, xong cuối cùng mới mua thêm Hoàng TD thì mới ok lên một chút. Bóc Gaming bây giờ đang nghe đồn là mua thêm hai bạn của Tứ Phương Đại Chiến và một người là cựu tuyển thủ đấy, và cái tên thì tôi nghĩ rằng là khi Bóc Gaming họ chưa đăng lên thì tôi cũng không không nói. À, tôi chỉ nôm na nghe những tin đồn là như vậy, nhưng rõ ràng là hơi hơi căng. Cái tên cựu tuyển thủ của Bóc Gaming sẽ không phải là một cái tên quá nổi bật về mặt đẳng cấp trước đây nha các bạn. Tức là không phải là một cái tên gọi là quá nổi bật, gọi là ở tuyển thủ top hàng đầu. Đấy. Rồi, đó là cái tên về Box Gaming. Tiếp theo chúng ta có cái tên ở vị trí top 4 mùa giải đã qua. Và anh em đều biết là ai rồi đấy. Anh em đều biết là ai rồi đấy. Cái tên luôn luôn để lại nhiều sự tranh cãi nhất cho đến lúc này. Thì cơ bản tôi nghĩ rằng là gần như những bản hợp đồng của đội tuyển này đã được hin đến cái mức độ mà gần như là lộ lắm rồi, không khác được nữa. Chúng ta sẽ chào đón nhiều khả năng là đến 99% Team Flag sẽ chào đón sự xuất hiện của Gray anh em nha. 99% là Team Flag sẽ chào đón sự xuất hiện của Gray và cả sự xuất hiện của Brigitte. Đấy, đấy sẽ là hai bản hợp đồng mới mà tôi nghĩ rằng là gần như bây giờ là khó thể gọi là khác được nữa rồi. Chỉ có điều rằng là Gray và Brigitte có được đánh luôn hay không thôi. Thì cái đấy chưa biết. Rồi quay trở lại câu chuyện thị trường chuyển nhượng đến lúc này thì như đã nói đấy, 99% tôi tin rằng là Gray và Brigitte sẽ đến với Team Flash. Tuy nhiên thì họ được đánh chính ngay hay không, hay họ sẽ vướng phải gọi là thời gian gọi là đóng cửa thị trường chuyển nhượng thì không biết. Nhưng nhiều khả năng đến bây giờ tôi tin chắc rằng là 99% rồi, Brigitte Gray sẽ đến với màu áo của Team Flash. Qua đó thì nếu như không vướng vào câu chuyện về mặt thời gian thị trường chuyển nhượng thì có thể là hai người này đến và sẽ được đánh chính khá là sớm thôi. Đấy, anh có nghĩ Eli quay trở lại không ạ? Anh không nghĩ Eli quay trở lại đâu. Anh không nghĩ Eli quay trở lại ở mùa này. Nếu như mùa này Flash tiếp tục thất bại theo kiểu là chỉ top 4 đấy, chỉ ở mức top 4 đấy chẳng hạn, thì nhiều khả năng là Eli sẽ comeback tại mùa quốc tế. Chứ còn lại thì nếu như Flash thành công thì có thể Eli sẽ không 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 comeback luôn. Đó là ví dụ như kiểu là Flash đến được với sân khấu chẳng hạn. Đấy. Flash top 2, top 3 chẳng hạn thì có lẽ là Eli sẽ không comeback. Đấy là quan điểm cá nhân tôi là như vậy. À, chốt lại về lát đội hình của Flash đến lúc này thì chúng ta có thể tưởng tượng đó là Be đi đường xe ra, Ray Huy Hoàng đi rừng, Sunback Brigitte đứng giữa, xạ thủ là Chọc Sai và cuối cùng vai trò hỗ trợ đó chính là Yuta. Đấy, như vậy là chúng ta đã nhìn thấy Yuta và chúng ta đã nhìn thấy Be sẽ là hai vị trí đánh chính. Còn lại ở các vị trí khác thì đều ít nhất có hai thành viên để có thể thay luân phiên thay thế nhau vừa đủ. Thầy nghĩ sao về Chihiro à? Chihiro đang được đồn về Bóc nhá. Chihiro đang được đồn sẽ comeback về đội tuyển Bóc Gaming. Nhưng mà với tôi ấn tượng của Chihiro của tôi về ngày xưa thì Chihiro cũng ở mức bình thường, không phải được dạng là top mid ngày xưa. Ngày xưa nếu mà đòi để nói top mid, cái thời mà tôi xem giải có Chihiro ấy thì thời đấy tôi nghe đến Xuân Bách, tôi nghe đến trường hợp của Blake One.
nhiều hơn, thậm chí là cả Ueki nữa. Chứ tôi cũng không nghe đến Chiro nhiều. Chiro thì lúc đi mid, xong rồi lúc thì đi rừng thì phải. Rồi, rồi, ok, đó là Team Flash. Tiếp theo chúng ta sẽ có ở cả Akashi nữa, thắng bại tại Akashi, đúng rồi. Chúng ta sẽ đến với đội tuyển tiếp theo. Sau Team Flash thì vị trí top 5 đó chính là đội tuyển TDT, The Daredevil Team. Như vậy là The Daredevil Team thì họ cũng vừa công bố cách đây khoảng 1 tiếng, khoảng hơn 1 tiếng trước, đó là sự xuất hiện Welcome TDT Dark Knight Phạm Trợ, hay cái tên thi đấu trước đây đó chính là Bờm. Như vậy là Bờm dứt áo của Team Flash và đến với màu áo của đội tuyển TDT. Thì các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là ở Kai'Sa đang hay mà ta, ừ Kai'Sa đang hay mà tại sao lại tuyển thêm Bờm? Thì với cá nhân tôi cho rằng nó sẽ xảy ra hai trường hợp như thế này. Thứ nhất là Kai'Sa không phải là một người thi đấu có phong độ ổn định. Đấy là điều khẳng định đầu tiên. Kai'Sa có những lúc rất hay nhưng có những lúc rất dở. Cái mùa giải đầu tiên của đội tuyển TDT, Kai'Sa cũng từ trên trời tự dưng xuất hiện xuống. Từ trên trời và xuất hiện trong giải đấu. Không phải là mùa TDT mà Kai'Sa xuất hiện trong mùa giải có cái tên là Memo Game. Rất là nhầm rồi. Memo. Thì cái thời điểm đấy Kai'Sa đánh rất là cháy. Kai'Sa đánh cực kỳ cháy luôn. Đánh con Aoi, đánh con Kira, đánh con Nakroth, đánh con Veres. Đấy. Nhưng sau thời điểm đó khi mà Kai'Sa chuyển đến màu áo của TDT và dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên PSman, thời điểm về sau ấy, cái thời điểm mà Kai'Sa vẫn còn được đào tạo bởi huấn luyện viên Professor ấy, thì tôi thấy là Kai'Sa vẫn giữ được cái sự thú tính của mình ở trong lối chơi đi rừng. Nhưng mà từ khi mà PSman đến thì Kai'Sa có vẻ như là thay đổi phong cách đánh và cũng phong độ thất thường rất là nhiều. Có trận đấu mà Kai'Sa cầm con Zuka 2% đam, chắc anh em còn nhớ trận Zuka 2% đam của Kai'Sa. Nó cho thấy rằng là Kai'Sa không phải là tuyển thủ lúc nào phong độ cũng có thể thi đấu tốt được. Không phải lúc nào Kai'Sa cũng có thể gọi là cháy như thế được. Kai'Sa cũng có những lúc không thể gọi là đảm nhiệm được cái gọi là cái lối chơi chiến thuật của PSman, hay cũng không thể đảm nhiệm được vai trò đi rừng lúc nào cũng thể ăn mạng được. Thế nên một sự xuất hiện của Bờm cũng để đảm bảo cho cái chiều sâu về đội hình của TDT được nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là cũng giúp cho hai tuyển thủ này có một sự cạnh tranh để họ cùng cố gắng. Và một cái thứ ba nữa mà TDT mua Dark Knight về, nó có thể đến từ việc là sẽ khiến cho các đội tuyển khác không có được Dark Knight. Đấy cũng là một chiến thuật nha các bạn. Bởi vì là hình như là Dark Knight là hết hạn hợp đồng thì phải. Thế nên là kiểu mua về như thế này TDT kiểu sẽ khiến cho các đội tuyển khác không có được một người chơi đi rừng khá ổn, thuộc dạng là cũng top 4 của đấu trường danh vọng. Ví dụ như kiểu chúng ta mà bảo là bóc có thêm Bờm chẳng hạn, đúng không? Bóc có thêm Bờm thì tự dưng là bóc cũng mạnh lên, đúng không? Đấy, thế nên là kiểu TDT mua về, ghim lại, tạo động lực lẫn nhau. Nói chung là cạnh tranh vị trí đấy chính lẫn nhau. Đấy là những lý do mà tôi nghĩ rằng là TDT họ mua thêm Dark Knight về. Chứ không phải là bởi vì đang Kai'Sa hay mà tự dưng phải mua thêm Bờm về làm gì. Tôi nghĩ rằng có nhiều lý do như vậy đấy. Rồi, đó là TDT. Còn lại thì các bạn hỏi thêm về Hana. Hana hình như là có thông tin là à không phải, hôm trước tôi hỏi Hana rồi mà. Hana bảo là bây giờ không còn làm tuyển thủ nữa, Hana bây giờ vẫn đang ở TDT nhưng mà sẽ ở tư cách kiểu như là kiểu là người của TDT làm ở một cái lĩnh vực khác thôi. Đấy. Thì Hana sẽ không còn là tư cách tuyển thủ nữa, thế nên tôi không bàn thêm nhiều về Hana. Đấy, những cái lùm xùm xung quanh phát ngôn của Hana tôi nghĩ rằng nó chỉ ở mức gọi là bộc phát, chưa suy nghĩ kỹ thôi. Hello Yan Yan, yêu ơi nhá. Hello các bạn. Rồi, đó là trường hợp của đội tuyển TDT. Tính đến thời điểm hiện tại chúng ta có thể kể lineup thi đấu của TDT, đó bao gồm Nolan, đó bao gồm là Bờm, Kai'Sa ở vị trí đi rừng. Chúng ta có đường giữa là Aliyah. Hơi tiếc nha, Aliyah đi top cũng rất là hay. Nhưng mà bây giờ thì Aliyah đã đi chuyển sang đi mid rồi. Aliyah đi mid ở vị trí đường xạ thủ có Tờ Nhân, ở vị trí đường hỗ trợ có Ara. Thế thì cái cảm giác chiều sâu về mặt đội hình của TDT họ đang cần bổ sung thì lại cũng chưa sâu lắm.
Tôi nghĩ rằng là TDT nếu như cần bổ sung thì họ nên bổ sung vào vị trí đi mid và bổ sung thêm vào một vị trí đường hỗ trợ. Đấy. Tôi nghĩ là hai vị trí đó, hai vị trí có thể nên bổ sung chăng? Case có cả cây à? AD tôi thấy Tờ Nhân đang làm khá tốt. Tờ Nhân là học trò cưng của PS Man nên tôi thấy là cái lần gần nhất tôi nói chuyện PS Man, PS Nhân khen Tờ Nhân khá nhiều, thế nên là tôi nghĩ là Tờ Nhân là thuộc dạng là một xạ thủ tiềm năng, chỉ có điều là thời chưa tới thôi. Biết đâu đó đây là cái mùa mà Tờ Nhân lại bứt lên. Tờ Nhân bắn khá tốt chứ không phải là không. Tôi thấy Tờ Nhân là thuộc dạng bắn khá tốt. Ara tôi nghĩ rằng cần có thêm một sự cạnh tranh, một sự thay thế nào đấy. Sau đó thì tôi nghĩ rằng là ở vị trí đi đường mid, Aliyah, để Aliyah đẩy lên đường Seja cũng là một phương án hay chứ. Aliyah đánh đường Seja cũng hay mà. Nhưng mà tuy nhiên thì sự bổ sung của bờm này thì nhìn chung TDT cũng mạnh lên một chút, không phải là không, họ có thêm nhiều sự lựa chọn. Đó là TDT. Tuy nhiên thì với sự bổ sung vào bờm như thế này, tôi nghĩ rằng là TDT ở mức thực lực hiện tại, nếu như Bóc Gaming họ tuyển nhiều thành viên mới đến từ Tứ Phương Đại Chiến thì tôi nghĩ TDT có thể vươn lên top 4 nha. TDT có thể vươn lên top 4 và đẩy Bóc Gaming xuống top 5. Tôi nghĩ là như thế, cái trường hợp đấy có thể xảy ra đến từ bên phía TDT. Cái tên tiếp theo chúng ta sẽ nói đến ở trong tình hình hiện tại đó chính là Heavy. Heavy top 6. Heavy thì cũng đã vừa đăng bài ở hôm qua đúng không nhỉ? Hôm qua hay hôm nay ấy, là họ chính thức đổi tên từ Heavy đổi thành đội tuyển đó là Super Heavy. Super Heavy. Trước thì là Heavy thì đã là Heavy là nặng đúng không? Heavy là nặng đúng không mọi người? Nếu như tôi nhớ không nhầm về tiếng tiếng Anh là nặng. Và nếu như chúng ta nói là theo kiểu dạng liên quân thì nó là tạ. Bây giờ Super Heavy là siêu nặng, siêu tạ. Bây giờ từ tạ thành siêu tạ. Super Heavy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đổi tên như thế này không phải là để vui, là kiểu như là theo nghĩa đen như thế đâu. Nó có thể sẽ là kiểu Super là kiểu nâng một bảng, nâng cấp hơn. Nó sẽ đổi tên, đây sẽ là một đội tuyển, một thời điểm mà đội tuyển này nâng cấp hơn, một bản Super hơn của Heavy, mạnh mẽ hơn, khỏe hơn, comeback top 4. Liệu có được điều đó hay không? Với tình hình thị trường chuyển nhượng hiện tại thì chúng ta đang có những thông tin đó là Boca sẽ về với Heavy. Chúng ta thấy Heavy chia tay Sanji và chia tay Nana rồi, Boca sẽ về lại với Heavy. Thế thì lineup thi đấu của Heavy hiện tại đến lúc này có Chiết ở vị trí đường AD, có Chiết đi AD này, có Boca có thể sẽ đi AD này, Adimit này, có TSS, TSS nữa đúng không? Còn TSS đi rừng nữa, còn ai đi top nhỉ? Ủa ai đi top là Kunai cũng đi top. Thế thì ở vị trí đường hỗ trợ là ai nhỉ? Tin đồn của Heavy đến lúc này là họ sẽ tuyển, họ có thể sẽ có sự góp mặt của thêm những thành viên đến từ Tứ Phương Đại Chiến. Sanji out rồi, Sanji out, Nana out. Thế thì như vậy chúng ta có thể kể đến lineup thi đấu hiện tại của Heavy ở những vị trí chắc chắn, đó là Chiết ở AD. Chúng ta có thể nhìn thấy TLS đi rừng. Chúng ta có thể nhìn thấy là có thể là Boca đứng giữa. Và phần còn lại còn thiếu, đó là một vị trí đường top và một vị trí đường hỗ trợ. Top bây giờ đã có Kunai, thì liệu có tuyển thêm không? Nếu tuyển thêm thì tôi nghĩ rằng là tuyển từ Tứ Phương Đại Chiến lên thì chúng ta có thể nghĩ đến những cái tên như là Vi Sinh, như là Đạt Tuấn. Vi Sinh, Đạt Tuấn là những Emperor nữa, Emperor có thể quay trở lại chăng? Psyche đấy, không biết. Còn ở vị trí hỗ trợ thì chúng ta có thể nhìn thấy một vài thành viên như là Di Khang của Tây Ninh, như là trường hợp của Chốc Chu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Chốc Chu cũng đánh khá thiên công. Hậu Lê ở đâu rồi nhỉ? Hậu Lê vẫn đang ở Inh đúng không anh em? Đấy là có thể là những thành viên đến được với Heavy nếu như họ tuyển thêm những người đến từ Tứ Phương Đại Chiến. Đấy, đó là Heavy nha các bạn. Với tình hình hiện tại thì Heavy có lẽ là để mà nó thành Super, một bản Super hơn thì cũng chưa chắc anh em ạ. Với tình hình chất lượng, với tình hình chất lượng đội tuyển như thế thì nhiều khả năng, chất lượng tuyển thủ như thế, tôi nghĩ rằng là nghe vẻ Super Heavy này cũng chưa lên cái mức Super lắm.
Bây giờ chúng ta cứ thử tưởng tượng như kiểu họ tuyển thêm được vi sinh đường top chẳng hạn, đi rừng TRS, Mid Boka, xạ thủ Chiết và SP Chokchu. Thì liệu layup đấy có cạnh tranh được một vị trí lên top 5 để đánh giải quốc tế cuối năm không? Nghe hơi khó nhỉ? Nghe cũng hơi hơi gian nan đấy. Nghe hơi gian nan đấy. Nhưng mà được một cái là năm nay bóc cũng không phải là mạnh. Năm nay bóc cũng nghe có vẻ là cũng 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 không phải là quá mạnh đâu. Thế nên có thể là heavy họ biết đâu đó lại tận dụng thời điểm này. Bởi vì chiết đánh vẫn kinh mà, chiết eSports. Tên đó chính là đội tuyển ING Media. ING Media, họ thông báo đổi tên chuyển thành Just Media. Như vậy là đọc cho đỡ đau mồm. Không phải là ING Media nữa mà chuyển thành Just Just Media. Thì mùa giải hôm nay thì anh tôi cũng không biết là họ có thông báo thêm gì nữa không. Nhưng họ sẽ, tôi nghĩ rằng là với tình hình hiện tại nhiều khả năng anh sẽ không có nhiều điều đặc biệt lắm. Không biết là rớt liệu liệu có thêm những bản hợp đồng nào nghe ok không. Tôi mới chỉ nghe nói là rớt sẽ có thêm ví dụ chẳng hạn như Pudding quay trở lại chẳng hạn, hay là đâu đó là ừ hết mẹ. Tôi nghĩ là chúng ta chỉ cần biết đến thông tin là ông rớt này là đổi tên thôi, ông in này đổi tên, đặt mục tiêu mới nhé các bạn. Thực tế thì Black Sarus họ cũng không update gì trên fanpage của họ cả. Black Sarus tôi thấy cũng không update gì ở trên fanpage của họ. Nhưng mà tuy nhiên thì với Black Sarus ở mùa năm nay thì với những gì tôi đang được nghe nói về sự đồn đoán thì Black Sarus ít nhất là chúng ta có thể thấy rằng họ có thêm nhà tài trợ mới. Họ có nghe nói là Black Sarus có thêm những nhà tài trợ chất lượng hơn. Không, tôi chưa thấy bài viết đấy, tôi chưa thấy bài viết đấy nhưng mà tôi nhìn thấy cái đấy ở đâu đó thì phải. Họ có thêm những nhà tài trợ chất lượng hơn. Còn lại thì với các thành viên của Black Sabbath đến lúc này thì không biết họ sẽ tuyển thêm ai. Nhưng mà phải nói rằng là nhìn về chất lượng đội hình của Black Sabbath đây không phải là đội tuyển yếu một chút nào cả. Đây không phải là đội tuyển yếu một chút nào cả. Cái mùa trước họ đánh thực sự luôn, cái mùa trước Black Sabbath đánh là quá thất vọng. Phải nói là quá thất vọng thật sự. Chúng ta nhìn thấy những cái tên như là Tarik T, như là NN, như là HQ, thực sự luôn, như là cả YT nữa chứ. Họ đã từng nằm trong những đội tuyển ở trong khu vực top 4, thậm chí top 3. Nhưng mà phải nói rằng là Black Sabbath đánh kiểu bị như kiểu bị overrate ấy, được đánh giá cao xong cuối cùng đánh vòng thăng hạng. Nhưng mà không biết mùa này như nào. Nhưng mà nghe nói nhá, nghe nói là Black Sabbath họ sẽ có thêm những sự bổ sung về mặt nhân sự. Họ sẽ có thêm những sự bổ sung về mặt nhân sự. Trong đó thì có thể là những cái tên như là Sadi sẽ đến với màu áo của Black Sabbath. Sẽ có một thành viên đến từ Tứ Phương Đại Chiến cũng đến với Black Sabbath. Bởi vì là ở trong video gần nhất tôi xem được ở trên TikTok thì tôi có thấy là Sa với Sadi là có xuất hiện cùng với lại Black Cyrus. Thế nên nhiều khả năng đây sẽ là cặp ở đường rồng mới của đội tuyển này. Đồng nghĩa với việc đó thì HQ và Double N không biết là đánh chính hay là sẽ nghỉ đây, không biết nha. Nhưng tôi nhìn thấy Sa và Sadi. Trong khi đó thì ở vị trí đường giữa đến lúc này sau một mùa giải mà Zeus đang hơi yếu, rất là bơ ấy, đang hơi yếu thì có thể Black Sabbath sẽ tiếp tục nghĩ đến câu chuyện tuyển thêm những thành viên của Tứ Phương Đại Chiến. Biết đâu đó chúng ta có thể nhìn thấy trường hợp của Forest. Forest đánh tốt nha, Forest ở Tứ Phương Đại Chiến đánh tốt nha. Tác cũng có thể là một người đang làm tốt ở vị trí đứng giữa. Nhưng với rớt thì hơi yếu, rớt kia mùa đánh vừa rồi đánh BS thì hơi yếu. Còn lại đường top thì vẫn là một đường rất là tiềm năng của đội tuyển này. Đường top vẫn là một đường rất là tiềm năng của đội tuyển Black Sabbath khi chúng ta nhìn thấy cái tên đó là Tarik T. Đã có rất nhiều anh em cho rằng là Tarik T sẽ đến với SGP, Tarik T sẽ đến với Bock Gaming nhưng cuối cùng Tarik T vẫn lựa chọn là Black Sabbath.
Rồi, đấy cơ bản như vậy thôi. Thị trường chuyển nhượng tính đến lúc này tôi nghĩ rằng là như thế. Cũng hết rồi đấy. Thị trường chuyển nhượng tính đến lúc này là như thế. Không không còn điều gì đặc biệt nữa. Về mặt dự đoán layup thì như vậy.